Hội cựu chiến binh xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn vừa ra mắt câu lạc bộ tham gia bảo vệ môi trường. Câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Tây Phú có nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở khu dân cư, vệ sinh đồng ruộng, chăn nuôi, trồng trọt. Các thành viên câu lạc bộ là những hội viên cựu chiến binh và người dân trên địa bàn xã có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường của địa phương đề ra, như các giải pháp bảo vệ môi trường, tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động người dân, các chủ kinh doanh mua bán thực hiện phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác sinh hoạt ra đường và xuống tuyến kênh, mương, xóa bỏ các thói quen xả rác thải gây hại đến môi trường và xây dựng các khu vực dân cư thân thiện với môi trường. Mô hình câu lạc bộ chiến binh bảo vệ môi trường đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo vệ giữ gìn môi trường sống, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.